Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một kênh chuyên test các thiết bị âm thanh hàng bãi tuyển chọn được cập nhật thường xuyên trên YouTube. Xin mời quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh của Tiến Dũng để nhận thông báo mới nhất về các video clip được thực hiện hàng ngày. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị hãy gọi cho Tiến Dũng trực tiếp số điện thoại 0989 034 764 hoặc truy cập website tiendungaudio.com. Tiến Dũng xin chân thành cảm ơn. Ngày hôm nay Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ 3 sản phẩm, 3 thiết bị âm thanh. Đó là đầu đĩa, loa và âm ly. Tiến Dũng xin mời quý vị và các bạn. Đầu tiên đó là cặp loa JBL model L220 hàng Mỹ. Tôi xin nhắc lại, đây là cặp loa JBL L220 hàng Mỹ. Với thiết kế cao lớn, thùng gỗ lạng, lưới vải bố. Tôi sẽ mở Ekan để giới thiệu đến quý vị và các bạn về các tuyến loa và thông số kỹ thuật. Với phần Ekan bằng lưới vải bố màu tím sang trọng, với thiết kế dạng thùng cao lớn, đây là cặp loa rất nổi tiếng của hãng JBL, được sản xuất vào những năm khoảng 1979. Loa sử dụng một bát điện 36 cm, màng màu trắng, gân hút, và một loa bát cộng hưởng 40 cm, màng màu đen. Tôi xin nói một chút về bát cộng hưởng. Thì đối với các dòng loa cao cấp của JBL hay của các hãng khác thì có một số dòng được hãng bố trí một bát cộng hưởng. Đối với âm thanh thì khi bát điện 36 cm được nhận tín hiệu thì màng loa bát sẽ rung lên, và màng loa bát cộng hưởng phía dưới này sẽ rung cộng hưởng theo cái tần số điện của phía trên, tạo ra chất âm, tạo ra tiếng bát sâu hơn, dày hơn và nhạc tính tốt hơn. Phía trên này là một loa mic 13 cm bằng giấy, phía trước có miếng tán âm. Miếng tán âm này có nhiệm vụ làm cho âm thanh lan tỏa đến nhiều hướng hơn. Và phía trên cùng là một loa chép còi 076. Đây là mẫu chép còi rất nổi tiếng của hãng JBL, được ứng dụng trên nhiều model cao cấp của hãng. Loa cho chất âm dày ấm, độ chi tiết cao, thích hợp với đa thể loại dòng nhạc. Đặc biệt trên model này, hãng sử dụng củ từ loa bass và củ từ loa chép là từ Anico cao cấp, cho âm thanh rất tự nhiên, độ chi tiết cao. Tôi sẽ mở luôn Ekan bên kia. Cặp loa vừa về ngày hôm nay còn tuyệt đẹp, với Ekan màu tím. Như quý vị và các bạn đang thấy, phần tuyến loa còn tuyệt đẹp, hai loa đều màu, đẹp xuất sắc. Với thông số kỹ thuật, công suất 75W, trở kháng 8 ohm, độ nhạy 90 dB. Cặp loa có trọng lượng 48 kg trên một thùng, cặp loa rất khủng của hãng JBL. Hôm nay tôi ghép cặp loa JBL này với chiếc âm ly Loopman 68A hàng Nhật. Đây là model cao cấp của hãng Loopman Nhật Bản, với dạng chữ ký, máy chạy class A, công suất 280W, công suất ra loa, công suất nguồn 280W, công suất ra loa 110W một kênh 8 ohm. Chấm ly cho chất âm dày ấm, độ chi tiết rất cao, thích hợp với đa thời loại dòng nhạc. Và nguồn phát thì hôm nay tôi ngồi dùng chiếc đầu CD Sony 3/7 ESG. Các clip trước tôi đã có lần giới thiệu về model này, với thiết kế dạng mặt nhôm phay vàng chanh, nắp nhôm phay, hai hồi gỗ sang trọng tuyệt đẹp. Đây là model đặc biệt cao cấp của hãng Sony Nhật Bản. Máy cho chất âm chi tiết sáng rõ, thích hợp với đa thể loại dòng nhạc. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một bài nhạc với 3 thiết bị. Chiếc đầu CD Sony 3/7 ESG của Nhật, chiếc âm ly Loopman 68A của Nhật, và cặp loa JBL L220 hàng Mỹ. Bộ 3 phối ghép rất ăn ý cho cả nghe lẫn nhìn.
cho âm thanh độ chi tiết rất cao. Xin mời quý vị và các bạn. Chẳng bao lâu nên chờ.
Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi thông tin chi tiết về địa chỉ liên hệ cũng như giá của các sản phẩm, xin mời quý vị và các bạn hãy bấm xem trong phần tiêu đề tin phía dưới. Mọi kinh nghiệm phối ghép hay để xây dựng cho kênh của Tiến Dũng, xin mời quý vị và các bạn hãy comment phía dưới. Tiến Dũng xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.